Rồi chúc mừng năm mới phát tài. Mình sẽ test motor nhiều đồ, motor 540 của khách Dương Long An. Cái GT3B cộng với lại một cái servo Metal VD của khách Hiếu Vĩnh Long. Rồi một bộ GT của này là RC6GS của khách quen Phước ở Phú Quốc, Kiên Giang. Cộng với là một cái GT3B nữa của khách ghé nhà shop đấy luôn. À, mình test một lượt như vậy. Rồi cái này servo mini. Này mình dùng để test mấy cái tay. Giờ mình sẽ test cái motor 540 chứ. Thật ra 55T hay 45T nó cũng giống nhau, nó không khác gì. Mình sẽ dùng 12V hết, đúng 3S mình test thử được. Xong cái motor giờ sẽ đến cái GT, hai cái GT3B ở trên 6S 6G. Cùng lúc mình sẽ test với cái servo mini, test thì cũng nhanh hết rồi. Hai cái tay này là hai tay GT3B cuối cùng, khoảng ở 10 ngày nữa về lại thôi. Cái này sử dụng pin 8 cục pin tiểu hoặc là pin 3S. Biết cách sử dụng pin 3S. Độ chế này. Ok. Mình sẽ test kinh 1, kinh 3 rồi kinh 2. Lý do là sau đó là mình sẽ xét lại cái PLC, tức là mình bị mất sóng thì nó sẽ đứng yên, nó sẽ dừng lại. Trên số 1 dưới cùng mình sử dụng cái OBS giống như mấy bạn xài cái SC thôi. Rồi mình ghi nguồn vô, bật thế này nó đã bay hết, người ta bán đã bay. Cái này kênh số 1. Kênh số 3. Và kênh số 2. Kênh số 2 là kênh da. Giờ mình sẽ làm thêm cái phao xe nữa. Phao xe các bạn trả ra về Zero cho xe đứng yên. Sau đó mình bấm vô cái lỗ kế bên cái đèn LED. Nó sẽ chết. Cái này để làm cái gì? Các bạn để có gà mất sóng, hết pin hay gì đó, nó trả về. Lúc đó cái LED này sẽ chết. Bật lại. Hết chưa? Này là xong một tay rồi đó. Mình tương tự mình làm cho các tay khác. Rồi đây là con số 1. Rồi đây là B số 2. Nhưng mình nói rồi cái này cuối 10 ngày nữa thôi. Cố gắng đừng để trùng, đừng để lộn nó, để mất không mấy bạn bay lại thôi, chứ cũng chả ảnh hưởng gì đến việc sử dụng của mình. Rồi mình sẽ ghim cái servo vô kênh số 1, cấp nguồn
tương đương các bạn bật cái AC lên. Bên này mình bật nguồn cho tiện. Test kênh số 1. Kênh số 3. Thường thường kênh số 3 sử dụng để làm chuyển hộp số và tắt đèn. Tắt đèn các bạn sử dụng làm thêm một cái bo. Bánh mì là bé. Rồi. Bánh mì nè. Rồi, dùm lột. Đổ dây lột. Cái này mùa. Lên kênh số 3. Kênh số 3. Và sau đó là kênh số 2. Để mình xếp cái PLC. Kênh số 2 là ga. PLC thì mình bấm vô cái lỗ kế bên cái đèn LED, giữ khoảng 1 đến 2 giây nó chớp là coi như xong. Trước đó là mình để ga để cho xe đứng yên. Ok, giờ mình kéo ga thử. Sau đó mất sóng, vẫn giữ ga. Nhả ra. Xong rồi, đây là hai tay. Rồi tôi làm về. Rồi đây bộ số 2 mình để riêng ngoài này, để riêng lột. Sau đó là tới cái DC 6GS. Bên này thì mình bán cũng nhiều rồi đó. Giá thì theo đánh giá của em thì giá mình đẹp. Rồi, cái thằng này mình test 6 kênh. Cùng lúc đó mình sẽ xét luôn cái test cái servo này là xong. Chủ này thì xài 40 triệu. Hoặc là mấy bạn tháo cái hộp này ra để gắn cái cục pin lại vô được cả. Ở đây thì mình sẽ chọn số 1 vì mình đang có sẵn pin 10 triệu. Khuyến khích sử dụng pin sạc lipo để cho nó đủ công suất phát mạch, cái đó tốt cho việc chơi của mình. Này được xài từ 2S cho đến 4S, thoải mái vô tư xài. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào kênh số 1 trên cùng. Sau đó là mình cấp nguồn. Đây là kênh số 1. Bật nguồn cho TX. Cái này nó báo low power thôi chứ không như vậy. Tại vì do pin mình không có sạc. Ok, hãy cứ chạy đi. 5V. Này là 1.2 nhân cho 5 nhân cho 4. 4.8. À, vậy thì cái này do nó hiểu sai thôi. Alarm. Alarm 5V hả các bạn? Có thể set tùy ý các bạn thôi. Nhưng mà kệ nó báo kệ nó. Mình để riêng. Bây giờ mình sẽ test kênh số 1. Kênh số 2 là kênh ga. Kênh số 3. Kênh số 4. Bốn đây chứ lỗi. Nó cho mình chỉnh bấm giữ hoặc là bấm rồi buông. Kênh số 5. Và cuối cùng là kênh số 6. Kênh số 6 thì mình đảo cái chân của nguồn lên. Cứ là SC. Kênh số 6 dưới cùng. Rồi coi như mình đã test đủ 6 kênh rồi, bây giờ mình test luôn cái servo còn lại rồi cho nó kết thúc nha. Thật ra là ghim vô là biết hư không hư. Nó hư là nó sẽ rừng 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 rừng. Để gần nữa. Rồi xong, mình test servo mini luôn.